Xin chào các bạn. Vi nghĩ là tại sao tụi mình không cùng kết nối với nhau bằng một cái buổi livestream để mình vừa đọc sách, mình vừa thảo luận về nội dung của chương mà mình đang nghe. Như vậy Vi nghĩ sẽ vui hơn nhiều. Để có thể thử nghiệm thì tụi mình có thể tham gia cùng vào ngày thứ ba tối lúc 21 giờ ngày 10 tháng 8. Vi hẹn gặp mọi người nếu như mà các bạn có thời gian nha. Chương 9: Đối thoại với Thượng Đế. Quyển 2. Được rồi, con sẵn sàng đi tiếp rồi. Ngài đã hứa sẽ nói về một số phương diện lớn hơn của cuộc sống trên trái đất. Và ngay từ những nhận định đầu tiên của Ngài về Hoa Kỳ, con muốn nói thêm về tất cả chuyện này. Tốt thôi, ta muốn quyển 2 nói về một số vấn đề lớn hơn đối với hành tinh của các con. Và không có vấn đề nào lớn hơn việc giáo dục tới các con cái các con. Chúng con làm việc này không tốt lắm đâu, phải không? Qua cách Ngài đặt vấn đề, con có thể đoán ra như thế. Ồ, dĩ nhiên mọi thứ đều tương đối. Về điều các con nói các con đang cố gắng làm thì không, các con đang không làm tốt cho lắm. Mọi thứ ta nói ở đây, mọi thứ ta đề cập trong cuộc trao đổi này, từ đó tới giờ, và đã đi đến chỗ được đặt trong tài liệu này, phải được đặt trong bối cảnh đó. Ta không xét đoán về các sự đúng, sai, tốt hay xấu. Ta chỉ đưa ra các quan sát về tính hiệu quả của các con trong tương quan với cái các con nói rằng các con đang cố gắng làm. Con hiểu điều đó. Ta biết con nói rằng con hiểu, nhưng sẽ tới lúc, thậm chí trước khi cuộc đối thoại này kết thúc, con sẽ trách ta là người hay xét đoán. Con sẽ không bao giờ trách Ngài về điều đó đâu. Con đã biết rõ khá hơn một chút rồi. Biết khá hơn ư? Không ngăn cản được loài người gọi ta là Thiên Chúa hay xét đoán trong quá khứ đâu. Ồ, nó sẽ ngăn chặn con lại chứ. Để rồi xem. Ngài muốn nói về giáo dục. Đúng vậy. Ta quan sát thấy rằng hầu hết các con đã hiểu nhầm ý nghĩa, mục đích và chức năng của giáo dục, chưa nói tới quá trình để làm được tốt nhất việc đó. Đó là một khẳng định to tát quá. Con cần được giúp đỡ để hiểu được nó. Hầu hết nhân loại đã quyết định rằng ý nghĩa và mục đích, chức năng của giáo dục là truyền thụ tri thức. Rằng giáo dục một người là cho họ kiến thức nói chung, kiến thức tích lũy của gia đình, bộ lạc, xã hội, quốc gia và cả thế giới. Nhưng giáo dục liên hệ rất ít tới kiến thức. Ồ, Ngài đánh lừa con sao? Rõ ràng mà. Thế thì giáo dục liên quan tới cái gì? Sự khôn ngoan. Khôn ngoan à? Đúng rồi. Được rồi, con chịu thua đấy. Có gì khác nhau đâu nào. Khôn ngoan là kiến thức được áp dụng. Vậy là chúng con không được chờ đợi là tìm cách trao cho con cái chúng con tri thức. Chúng con được mong đợi là tìm cách trao cho con mình sự khôn ngoan sao? Trước hết, đừng cố gắng làm điều gì. Hãy làm đi. Thứ hai, đừng bỏ qua tri thức vì thiên về sự khôn ngoan. Việc ấy sẽ rất nguy hiểm. Mặt khác, đừng bỏ qua sự khôn ngoan vì thiên về tri thức. Điều ấy cũng rất nguy hiểm. Nó sẽ giết chết giáo dục. Trên hành tinh của các con, nó đang giết chết đấy. Chúng con đang bỏ qua sự khôn ngoan để thiên về tri thức ư?
trong hầu như mọi trường hợp. Đúng là vậy. Các con đang dạy cho con cái mình phải nghĩ cái gì thay vì nghĩ như thế nào. Xin người vui lòng giải thích thêm ạ. Chắc chắn rồi. Khi con cho con cái của con tri thức, con đang nói với chúng phải nghĩ gì. Tức là con đang bảo chúng những gì chúng được cho là nên biết, những gì con muốn chúng hiểu là đúng. Khi con cho con cái mình sự khôn ngoan, con không bảo chúng cái gì nên biết hay cái gì đúng, nhưng thay vào đó, làm thế nào để tiếp cận sự thật của chính bản thân chúng. Nhưng không có tri thức thì không thể có sự khôn ngoan được ạ. Ta đồng ý. Đó là lý do tại sao ta đã nói con không thể bỏ qua tri thức vì khôn ngoan được. Một lượng tri thức nhất định phải được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Điều đó là hiển nhiên. Nhưng càng ít tri thức càng tốt. Càng ít càng tốt. Vậy để trẻ em tự chúng khám phá, hãy biết điều này: tri thức sẽ mất đi, sự khôn ngoan thì không bao giờ bị lãng quên cả. Vậy là các trường học nên dạy càng ít càng tốt sao? Các trường học của các con nên thay đổi điểm nhấn đi nào. Ngay lúc này đây, họ tập trung cao độ vào tri thức và rất ít chú ý đến sự khôn ngoan. Các lớp học về suy nghĩ phê bình, giải quyết vấn đề và logic bị nhiều phụ huynh xem như là một mối đe dọa. Họ muốn loại các môn ấy ra khỏi chương trình. Có thể họ làm như thế nếu họ muốn bảo vệ lối sống của họ. Vì những đứa trẻ được phép phát triển cách suy nghĩ phê bình của riêng chúng, hầu như sẽ từ bỏ các điều, chuẩn mực và toàn bộ lối sống của cha mẹ mình. Để bảo vệ lối sống của các con, các hệ thống giáo dục dựa trên sự phát triển ký ức của đứa trẻ, chứ không phải là khả năng. Trẻ em được dạy cho ghi nhớ các sự kiện và hư cấu, những hư cấu mà mỗi xã hội đã xây dựng về chính nó, thay vì cho chúng khả năng khám phá và tạo ra sự thật của chính chúng. Các chương trình kêu gọi trẻ em phát triển khả năng và kỹ năng thay vì ký ức bị chế giễu bởi những người cho rằng họ biết trẻ em cần học những gì. Nhưng mà cái các con đang dạy con mình đã đưa thế giới của các con hướng tới sự ngu dốt, chứ không phải đi xa khỏi nó. Trường học chỗ chúng con không dạy những điều hư cấu, họ chỉ dạy các sự kiện. Bây giờ con đang tự lừa dối mình đấy, cũng như lừa dối chính con cái của con. Chúng con nói dối con mình sao? Dĩ nhiên là thế. Hãy cầm đại một quyển sách lịch sử và xem nào. Lịch sử của các con được viết bởi những người muốn các con cho con cái nhìn họ theo thế giới từ một quan điểm nào đó. Mọi cố gắng triển khai các trình thuật lịch sử với một góc nhìn rộng hơn về các sự kiện đều bị chế giễu và được gọi là phong trào xét lại. Con sẽ không nói sự thật về quá khứ của con cho con cái mình, kẻo chúng thấy được con thực sự là như thế nào. Hầu hết lịch sử đều được viết từ quan điểm của phân khúc xã hội mà con gọi là đàn ông đạo tin lành người Anglo-Saxon da trắng. Khi phụ nữ, người da đen hoặc những người thuộc nhóm thiểu số khác nói gượng đấy, hãy xem nào, đây không phải là điều đã xảy ra. Con đã loại ra ở đây một phần khổng lồ. Con khúm núm, hò la và đòi buộc những người theo chủ nghĩa xét lại phải thôi không được tìm cách thay đổi sách giáo khoa nữa. Con không muốn con cái các con biết được nó đã thực sự xảy ra như thế nào. Con muốn chúng biết con đã biện minh cho điều đã xảy ra như thế nào, từ quan điểm của chính con. Có cần ta đưa ra ví dụ không? Vâng, xin.
ở Hoa Kỳ. Con không dạy cho con cái mình mọi thứ phải biết về quyết định của quốc gia khi ném bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật, giết hoặc làm bị thương hàng trăm ngàn người. Thay vào đó, con cho chúng các sự kiện như con thấy và như con muốn chúng nhìn thấy. Khi có người tìm cách quân bình quan điểm này với quan điểm của người khác, trong trường hợp này là của người Nhật, con la hét, giận dữ, con huênh hoang, con say sưa lảm nhảm và nhảy choi choi, đòi các trường học không được ngay cả nghĩ đến việc trình bày những dữ kiện như thế trong phần ôn lại lịch sử của biến cố quan trọng này. Như vậy, con không hề dạy lịch sử gì cả, mà là dạy chính trị. Lịch sử được cho là trình thuật chính xác và đầy đủ về cái thực sự đã xảy ra. Chính trị thì không bao giờ là cái đã thực sự xảy ra. Chính trị luôn là một quan điểm về cái đã xảy ra. Lịch sử khai mở, chính trị biện minh. Lịch sử mở toang ra, nói ra tất cả, chính trị che đậy, chỉ nói một chiều. Chính trị gia ghét lịch sử viết thật. Và lịch sử khi viết thật cũng không nói tốt lắm về chính trị đâu. Nhưng các con đang khoác cho mình một bộ quần áo mới của hoàng đế, vì con cái các con rồi sẽ nhìn xuyên qua các con. Trẻ em được dạy cho biết suy nghĩ có phê bình sẽ nhìn vào lịch sử của các con và nói: trời ơi, cha mẹ con và những người lớn đã tự lừa dối mình sao? Các con không thể chịu nổi điều này. Thế là các con đánh trống lảng. Các con không muốn con cái mình có được các dữ kiện căn bản nhất. Con nghĩ ngài đang phóng đại ở đây. Con nghĩ ngài đã đưa ra lập luận này và đi quá xa rồi. Thiệt không? Hầu như mọi người trong xã hội các con thậm chí còn không muốn con cái mình biết được những sự kiện cơ bản nhất của cuộc sống nữa. Người ta giận điên lên khi trường học chỉ bắt đầu dạy cho trẻ em về cơ thể con người đã hoạt động như thế nào. Lúc này con không cho là nên nói cho chúng biết bệnh AIDS đang lan truyền như thế nào sao? Hoặc làm sao để ngăn chặn không cho nó lây lan? Dĩ nhiên, trừ phi con nói với chúng từ một quan điểm nào đó về cách phòng tránh AIDS, thế rồi mọi chuyện đều ổn. Nhưng còn đơn giản cho chúng được biết tới sự kiện và để cho chúng tự quyết định cho mình thì sao? Không bao giờ. Con còn sống thì không đời nào. Trẻ em chưa sẵn sàng để tự quyết định những chuyện đó cho mình, chúng phải được hướng dẫn đàng hoàng chứ. Con có nhìn vào thế giới của con gần đây không? Thế thì sao nào? Đó là cách con đang hướng dẫn con cái mình trong quá khứ đấy. Không phải, đó là cách chúng con đã hướng dẫn sai chúng. Nếu thế giới ở trong hình thù mục rũ ngày nay và xét về nhiều mặt, nó là như thế, thì không phải vì chúng con đã cố dạy cho con cái chúng con những giá trị cũ, nhưng vì chúng con đã cho phép chúng được dạy dỗ tất cả những thứ mới lạ này. Ồ, con thực sự tin vào điều đó phải không? Ngài nói đúng đấy, con thực sự tin như thế. Nếu chúng con giới hạn con cái vào lối học đọc chép cũ thay vì nhồi nhét cho chúng tất cả các thứ rác rưởi, suy nghĩ phê bình này, chúng con ngày nay đã tốt đẹp hơn nhiều. Nếu chúng con giữ lại cái gọi là giáo dục giới tính ra ngoài các lớp học và trong nhà nơi nó thuộc về, chúng con sẽ không nhìn thấy đám thiếu niên ngày nay có con và các bà mẹ độc thân tuổi 17 đang nộp đơn xin phúc lợi và một thế giới chạy như điên. Nếu chúng con buộc đám trẻ ấy sống theo các tiêu chuẩn đạo đức của chúng con thay vì buông mặc cho chúng sáng tạo ra cái chúng nó, chúng con đã không biến quốc gia một thời mạnh mẽ, sống động của chúng con thành một sự bắt chước đáng thương cái hình thù trước kia của nó rồi. Ta hiểu rồi. Và thêm một điều nữa, ngài đừng đứng đó mà nói với con về việc chúng con được cho là bất chợt nhìn thấy mình sai về điều đã làm ở Hiroshima và Nagasaki. Nhờ trời,
chúng con đã chấm dứt chiến tranh đấy. Chúng con đã cứu hàng ngàn mạng sống ở cả hai phía. Đó là giá của chiến tranh. Không ai thích quyết định, nhưng rồi quyết định đã được đưa ra. Ta hiểu. Vâng, ngài thấy đấy. Ngài sống như tất cả đám cộng sản tự do kia. Ngài muốn chúng con sửa lại lịch sử hoàn toàn. Ngài muốn chúng con sửa lại chính mình tất tần tật. Khi đó những người tự do như ngài cuối cùng có thể có được một con đường của mình, chiếm lấy thế giới, tạo ra các xã hội 10 năm của chúng con, phân phối lại của cải, trao quyền cho nhân dân và tất cả cái đám tào lao ấy. Ngoại trừ một điều là không thấy chúng con ở đâu nữa. Điều chúng con cần là một sự quay về quá khứ, về với những giá trị tiền nhân. Đó là điều chúng con cần. Bây giờ con đã làm được chưa? Rồi, con đã làm rồi. Con làm thế nào ư? Rất tốt. Điều đó thực sự tốt đấy. Khi ngài diễn thuyết trên đài độ vài năm thì điều đàn thôi. Đó là điều những người trên hành tinh này nghĩ, phải vậy không? Ngài có thể chắc chắn điều đó. Và không chỉ ở Mỹ đâu. Con muốn nói là ngài có thể đổi tên quốc gia và đổi tên cuộc chiến tranh, thêm vào bất cứ hành động xâm phạm quân sự bởi một nước nào đó, vào bất cứ một thời gian nào đó trong lịch sử. Không thành vấn đề. Mọi người đều nghĩ rằng họ đã đúng. Mọi người đều người khác là sai. Hãy quên Hiroshima đi, thay vào Berlin chẳng hạn, hoặc Bosnia. Mọi người cũng biết các giá trị cũ là những giá trị có tác dụng. Mọi người biết thế giới đang đi xuống hỏa ngục, không chỉ ở Mỹ, khắp mọi nơi. Có một lời kêu gọi trở về với những giá trị cũ và trở về với chủ nghĩa quốc gia khắp nơi trên hành tinh này. Ta biết là có việc đó. Và điều này con làm ở đây, đang cố gắng làm rõ cái cảm xúc ấy, mối quan tâm ấy, sự tức giận ấy. Con làm rất tốt. Con sắp thuyết phục được ta rồi đấy. Thiệt không? Ngài nói gì với những người thực sự nghĩ như thế? Ta nói rằng các con thực sự nghĩ rằng mọi sự đều tốt hơn hồi 30 năm trước, 40 năm trước, 50 năm trước không? Ta nói rằng ký ức thường có cái nhìn kém lắm con. Con nhớ cái tốt của nó, chứ không nhớ cái tồi tệ của nó. Điều đó tự nhiên, bình thường. Nhưng đừng để bị lừa gạt con nhé. Hãy suy nghĩ có phê bình. Ghi nhớ điều người khác muốn con nghĩ. Trở lại ví dụ của chúng ta. Con có thực sự hình dung rằng quả tuyệt đối cần thiết phải thả bom nguyên tử trên thành phố Hiroshima không? Các sử gia Hoa Kỳ nói gì về rất nhiều báo cáo bởi những người tự cho là biết nhiều hơn về điều đã thực sự xảy ra? Rằng đế quốc Nhật đã bí mật bày tỏ cho Hoa Kỳ ý muốn chấm dứt chiến tranh trước khi bom được thả xuống không con? Ý định báo thù vụ Trân Châu Cảng đóng vai trò bao nhiêu trong quyết định đánh bom? Và nếu con chấp nhận rằng ném bom Hiroshima là cần thiết, thì tại sao lại cần ném tới quả bom thứ hai? Dĩ nhiên, có thể là trình thuật của riêng con về tất cả việc này là chính xác. Có thể quan điểm của người Mỹ về tất cả việc này là điều đã được thực sự xảy ra. Nó không phải là điểm tranh luận ở đây. Điểm chính ở đây là hệ thống giáo dục của các con không cho phép suy nghĩ một cách có phê bình về việc này, hoặc rất nhiều vấn đề khác cũng vậy. Con có thể hình dung cho một nghiên cứu xã hội, hoặc khi giáo viên lịch sử ở Iowa, nếu họ hỏi những câu hỏi trên lớp học rằng mời gọi và khuyến khích học sinh hãy xem xét, khai phá các vấn đề theo chiều sâu và rút ra kết luận cho chính chúng không? Đó mới là điểm mấu chốt. Các con không muốn những người trẻ rút ra kết luận của chính chúng. Các con muốn chúng đi đến cùng một kết luận mà con đã rút ra. Và như thế, con làm cho chúng lặp đi lặp lại những sai lầm mà kết luận của con đã đưa chúng đến.
nhưng còn về những lời khẳng định của rất nhiều người về các giá trị cũ và sự tan rã của xã hội ngày nay thì sao? Về sự gia tăng khó tin các cuộc sinh nở ở tuổi vị thành niên, hay các bà mẹ sống bằng phúc lợi, hoặc thế giới chúng con đang chạy loạn lên thì thế nào? Thế giới các con đang chạy điên cuồng, về điều này ta đồng ý. Nhưng thế giới của các con không chạy như điên vì những gì các con đã chép, trường học dạy cho các con. Họ chạy vì những gì các con không cho phép họ dạy cho các con. Các con không cho phép trường học dạy rằng tình yêu là tất cả những gì có ở đó. Các con không cho phép trường học nói về một tình yêu vô điều kiện. Quỷ sứ thật, chúng con thậm chí còn không cho phép các tôn giáo nói về điều đó nữa đấy. Đúng vậy. Và các con sẽ không cho phép chính con cái mình được dạy cách thưởng thức chính mình và thân xác của mình, tính con người của chúng và bản ngã tính dục diệu kỳ của chúng. Và các con cũng sẽ không cho phép con cái mình biết rằng trên hết mọi sự, chúng là những hữu thể tinh thần cư ngụ trong một thân xác. Các con cũng không đối xử với con mình như là những tinh thần nhập thế. Trong những xã hội mà tính dục được đề cập một cách cởi mở, thoải mái đàm luận, vui vẻ giải thích và cảm nghiệm, hầu như không có tội ác về tình dục. Chỉ có một số rất ít vụ sinh sản xảy ra khi không mong muốn, và không hề có những việc sinh nở bất hợp pháp hay không mong muốn. Trong những xã hội tiến hóa cao, mọi cuộc sinh nở đều là hồng phúc. Mọi bà mẹ và trẻ em đều có phúc lợi chăm sóc. Quả thật, xã hội nên không còn đường nào khác. Trong những xã hội mà lịch sử bị bẻ cong theo quan niệm của những kẻ mạnh nhất và quyền lực nhất, các sai lầm của quá khứ được thừa nhận công khai và không bao giờ lặp lại. Và một lần là đủ cho các hành vi có tính tự phá hủy một cách lộ liễu. Trong những xã hội mà suy nghĩ có phê bình và giải quyết các vấn đề, các kỹ năng sống được dạy thay vì các dữ liệu được ghi nhớ, thậm chí cái được gọi là những hành vi có thể biện minh được của quá khứ cũng được xem và xem xét rất tỉ mỉ. Không có gì được chấp nhận ở giá trị bề ngoài. Điều ấy hoạt động như thế nào? Chúng ta sẽ lấy thí dụ từ chiến tranh thế giới lần thứ hai nhé. Một hệ thống trường học dạy các kỹ năng sống thay vì các dữ kiện thuần túy sẽ tiếp cận bi kịch lịch sử tại Hiroshima như thế nào? Các giáo viên của con sẽ mô tả với lớp học chính xác điều đã xảy ra ở đó. Họ sẽ đưa vào tất cả mọi dữ kiện, tất cả con nhé, đưa đến biến cố đó. Họ sẽ tìm kiếm các quan điểm của các sử gia từ chứng nhận của hai bên, nhận thức rằng có hơn một quan điểm về tất cả mọi thứ. Khi ấy, họ sẽ không đòi lớp học phải ghi nhớ các dữ kiện của vấn đề. Thay vào đó, họ sẽ thách thức lớp học. Họ sẽ nói: "Bây giờ, các em đã nghe tất cả về biến cố này. Các em biết được tất cả những gì xảy ra trước đó và tất cả những gì đã xảy ra sau đó. Chúng tôi đã cho các em thật nhiều kiến thức về biến cố này trong khả năng của chúng tôi. Bây giờ, từ kiến thức này, các em có được sự khôn ngoan như thế nào? Nếu các em được chọn để giải quyết vấn đề phải đối diện vào lúc ấy, vấn đề đã được giải quyết bằng cách thả bom, thì các em... sao? Các em có thể đưa ra cách giải quyết tốt hơn không?" Ồ, chắc chắn rồi. Dễ mà. Ai cũng có thể đi đến câu trả lời kiểu đó. Cùng với lợi ích của tri thức muộn màng, ai cũng có thể liếc qua vai mình và nói:
gặp mình thì mình sẽ làm khác đi. Thế sao con không làm? Con xin lỗi. Ta nói rằng, vậy tại sao? Tại sao con lại không nhìn qua vai của mình, học từ quá khứ và làm cái gì đó khác đi? Tài sẽ nói cho con biết tại sao. Bởi vì cho phép con cái con nhìn vào quá khứ của con và phân tích nó một cách có phê bình. Quả thật, yêu cầu chúng làm như thế như một phần của việc giáo dục sẽ đưa đến nguy cơ là chúng sẽ bất đồng với cách xử lý mọi việc của con. Dĩ nhiên là chúng sẽ không đồng ý. Con sẽ không cho phép quá nhiều bất đồng ý kiến về nó trong lớp học. Vì vậy, chúng phải đem xuống đường phố, vẫy các tấm biển, đốt áo ngực và làm cờ. Làm bất cứ cái gì chúng có thể làm để thu hút sự chú ý của các con, để các con nhìn thấy những người trẻ của các con đang hét vào mặt có một cách tốt hơn chứ. Nhưng các con không nghe chúng, các con không muốn nghe chúng. Và chắc chắn rằng các con không muốn khuyến khích chúng trong lớp học bắt đầu suy nghĩ có phê bình về những dữ kiện các con truyền cho chúng. Các con nói với chúng, cứ nghe đi. Đừng đến đây mà bảo chúng tao rằng chúng tao đã làm sai. Cứ tiếp thu cái chúng tao đang làm là đúng. Đó là cách giáo dục con cái của các con. Đó là cái mà các con đang gọi là giáo dục. Nhưng có những thứ người muốn nói rằng chính những người trẻ và những ý tưởng điên rồ lập dị tự do của chúng đã được đưa đất nước này và thế giới này đi tới chỗ thất bại và đưa nó vào hỏa ngục, đã đẩy nó tới bờ lãng quên, đã phá hủy nền văn minh định hướng theo các giá trị của chúng ta và thay thế nó bằng một thứ bạn muốn, bất cứ điều gì cảm thấy tốt. Nó đe dọa chấm dứt chính lối sống của chúng ta đấy. Ồ, những người trẻ đang phá hủy lối sống của các con. Những người trẻ đã luôn luôn làm điều đó. Công việc của các con là khuyến khích điều ấy, chứ không phải là ngăn chặn đâu. Không phải những người trẻ của các con đang phá hủy các khu rừng nhiệt đới đâu. Chúng đang đòi hỏi các con phải dừng việc ấy lại. Không phải những người trẻ của tầng ozone đâu. Chúng đang đòi hỏi các con dừng việc ấy lại. Không phải những người trẻ của các con đang bóc lột người nghèo trong những công xưởng mướt mồ hôi trên khắp thế giới đâu. Chúng đang đòi hỏi các con dừng việc ấy lại. Không phải những người trẻ của các con đang đánh thuế con gần chết rồi dùng tiền ấy cho chiến tranh và các máy móc chiến tranh đâu. Chúng đang đòi hỏi các con dừng việc ấy lại. Cũng không phải những người trẻ của các con làm ngơ trước những vấn đề của người để hàng trăm người chết đói mỗi ngày trên hành tinh có dư thừa để nuôi sống mọi người đâu. Chúng đang đòi hỏi các con phải dừng việc ấy lại. Cũng không phải những người trẻ của các con dấn thân vào các nền chính trị lừa dối và thao túng. Chúng đang đòi hỏi các con dừng việc ấy lại. Không phải những người trẻ của các con bị dồn nén về tình dục, xấu hổ và bối rối về thân xác của chúng, chuyển nỗi xấu hổ và bối rối này cho con cái của chúng đâu. Chúng đang đòi hỏi các con phải dừng việc ấy lại. Và không phải những người trẻ của các con dựng nên một hệ thống giá trị nói rằng sức mạnh là lẽ phải và một thế giới giải quyết các vấn đề bằng bạo lực đâu. Chúng đang đòi hỏi các con phải dừng việc ấy lại. Ôi chà, chúng không đòi hỏi các con. Chúng đang năn nỉ các con đấy. Nhưng chính những người trẻ là những người bạo lực. Những người trẻ đang tham gia băng nhóm và giết chóc lẫn nhau. Những người trẻ miệt thị pháp luật và trật tự, mọi thứ trật tự. Những người trẻ đang làm cho chúng con phát điên lên. Khi những tiếng kêu la van nài của những người trẻ đòi thay đổi thế giới không được nghe và không bao giờ được chú ý tới,
khi chúng thấy rằng sự nghiệp của chúng bị mất đi. Rằng dù thế nào đi chăng nữa thì các con vẫn sẽ có được nó theo cách của các con. Những người trẻ, người không hề ngớ ngẩn, sẽ làm nếu chúng không đánh cược các con. Chúng sẽ vào cùng bè lũ với các con. Những người trẻ các con đã tham gia với các con trong các hành vi của con. Nếu chúng bạo lực, ấy là vì các con đã bạo lực. Nếu chúng duy vật, ấy là vì các con đã duy vật. Nếu chúng hành động điên rồ, ấy là vì các con đã điên rồ. Nếu chúng sử dụng tình dục theo kiểu lợi dụng, vô trách nhiệm, đáng hổ thẹn, ấy là vì chúng thấy các con cũng đã làm như thế. Sự khác nhau duy nhất giữa những người trẻ và người già là những người trẻ làm điều chúng làm một cách công khai. Còn những người già thì giấu hành vi của họ. Những người già nghĩ rằng người trẻ không thể thấy được. Nhưng chúng nó nhìn thấy. Không có gì bị che khuất với chúng cả. Chúng thấy được sự giả hình của người già và chúng tuyệt vọng tìm cách thay đổi điều đó. Nhưng sau khi cố gắng và thất bại, chúng thấy không có ngoài bắt chước nó. Trong chuyện này, chúng đã sai, nhưng chúng chưa bao giờ được dạy khác đi cả con ạ. Chúng đã không được phép phân tích có phê bình những điều người lớn đang làm. Chúng chỉ được phép ghi nhớ mà thôi. Điều gì con ghi nhớ? Đó chính là điều con sẽ luôn tưởng niệm. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của chương 9 ở phần video tiếp theo nhé. Gần đây vì không có up video lên trên Facebook, các bạn nếu muốn nghe sách thì có thể lên YouTube để nghe những phần trước của quyển sách. Bạn nhìn cái lá này, có đẹp không? Thật là tươi mát, thật là thanh thản. Chào các bạn, chúc các bạn có một buổi sáng vui vẻ nhé. Bye bye.